Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam vừa phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức giải đua xe mô tô toàn quốc cúp vô địch quốc gia năm 2019 vòng 3. Đây là lần đầu tiên giải đua mô tô quy mô toàn quốc được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh. Giải đã quy tụ 36 tay đua đến từ nhiều câu lạc bộ mô tô tham gia thi đấu ở hai nội dung Exciter 135cc đến 150cc và Way 110cc Piston 54. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 2.500 khán giả, các tay đua đã liên tục có những pha tranh chấp vượt mặt quyết liệt. Sau 3 giờ thi đấu với những pha quanh cua nghẹt thở, ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên thắng cuộc. Ở nội dung thi đấu vòng 3 xe quay 110cc Piston 54, giải nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Võ Anh Hiệp, Lê Phụng nhận giải nhì và giải ba thuộc về Tô Hà Đông Hiếu. Ở nội dung Exciter 135cc đến 150cc, vận động viên Trần Hoàng Phúc đạt giải nhất, Lê Trọng Vinh giải nhì và Nguyễn Anh Tuấn giải ba. Trước đó, các tay đua có 2 ngày tập dượt, căn chỉnh xe tại sân vận động Tây Ninh trước khi bước vào tranh tài chính thức.